Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bên em xin giới thiệu đến mọi người cái đầu nổ Honda GX6 20 20 ngựa. Máy mới về bên em. Bên em đã cắt cái củ phát, bên em đã bán, còn dư lại cái đầu nổ. Đấy, bên em quay luôn cho quý vị xem luôn. Honda GX6 20 20 ngựa. Đầu này thì bên em chưa vệ sinh gì cả. Bên em vẫn để nguyên như vậy. Mọi người có thể xem qua video của bên em quay. Da máy vẫn mốc nguyên. Em để nguyên như vậy luôn. Không vệ sinh gì. Bên em không vệ sinh gì luôn. Đấy, da máy vẫn còn mốc nguyên như. Còn máy này thì còn phải nói là cực chất luôn. Đấy, bụi bặm. Đấy, da máy mốc trắng luôn. Mọi người có thể để ý. Ốc cổ bồ máy vẫn còn trắng tinh nhá. Vẫn trắng tinh nhá. Đây, cho mọi người xem luôn. Vẫn trắng tinh luôn. Cụ đề máy trắng tinh luôn. Cho mọi người xem luôn. Made in Japan. Cho mọi người xem. Da máy bên trong mốc. Này, độ cũ là cũ theo 5 tháng sử dụng. Máy vẫn mốc nguyên da máy này. Cực đẹp luôn. Phải nói máy ấy. Dòng máy này. Cho mọi người xem luôn từng con ốc chi tiết luôn. À, lọc dầu này. Cho mọi người xem chi tiết luôn. Máy quá là đẹp. Đây, từng con ốc của máy. Da máy vẫn mốc nguyên. Cụ đề của máy Denso. Honda GX6 20 20 HP. Rồi, sau đây em sẽ nổ thử cho mọi người xem. Rồi, để em cắm cái ống xăng. Rồi, ok. Bình ắc quy em đã kẹp trước một cực trước. Giờ em sẽ đấu thêm một cực nữa. Một mình em nên nó hơi bất tiện. Đó.
mới nổ thử cho mọi người xem. Cái đầu nổ Honda GX620. Rồi, mọi thông tin nhu cầu xin liên hệ bên em 0966 421 739. Bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ giao hàng toàn quốc. Bên em bảo hành tất cả các dòng máy đều 2 năm. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của bên em. Xin chào và hẹn gặp lại.